Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí lao động công đoàn của Đài Phát Thanh Truyền hình Anh Thuận. Tạp chí kỳ này có những nội dung chính sau. Trang tin phản ánh một số hoạt động nổi bật của công đoàn các cấp thời gian qua. Ghi nhận ngày hội việc làm nơi kết nối doanh nghiệp và người lao động. Phóng sự nâng cao ý thức an toàn vệ sinh lao động. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tạp chí. Ủy Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành văn bản số 2350 về việc triển khai công tác chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt. Tính đến tháng 5 năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 9.035 người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó có 6.113 trên 9.035 người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, thực hiện chi trả hàng tháng qua tài khoản đạt 67,7% để việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền để quần chúng nhân dân đặc biệt là người được hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng biết ra soát xác thực người được hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội để quản lý chặt chẽ chi trả đúng người đúng chế độ tránh lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm hướng dẫn hỗ trợ người được hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội làm thủ tục mở tài khoản tại các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Đối với các trường hợp bất khả kháng, không đăng ký được tài khoản, người già yếu, không có khả năng đi lại, không có người nhận thay để ủy quyền, thì tiếp tục thực hiện chi trả tại nhà qua tổ chức dịch vụ chi trả liên đoàn lao động tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho cán bộ công đoàn là trưởng các bang liên đoàn lao động tỉnh chủ tịch phó chủ tịch liên đoàn lao động các huyện thành phố công đoàn ngành công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Tại lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị một số kiến thức về nghiệp vụ, công tác tuyên giáo, công đoàn và kỹ năng điều tra, tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội. Nội dung trọng tâm đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vừa qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở công ty cổ phần nhựa Ninh Thuận công đoàn cơ sở công ty cổ phần nhựa Ninh Thuận gồm 25 thành viên và chỉ định ban chấp hành lâm thời gồm 3 người. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đề nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty cổ phần nhựa Ninh Thuận chủ động xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành lâm thời chủ động tham gia với ban giám đốc công ty xây dựng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, trong đó chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, từng bước đưa hoạt động công đoàn vào nền nếp có hiệu quả. Năm tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 792 người rút bảo hiểm xã hội một lần, giảm 41 người so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có 4.787 trường hợp, giảm 597 người so với cùng kỳ năm 2023 để bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động hạn chế tối đa việc người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ngành bảo hiểm xã hội cần đẩy mạnh công tác truyền thông để người lao động hiểu được lợi ích của việc hưởng lương hưu hàng tháng thay vì lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần bên cạnh đó quan tâm đào tạo nâng cao tay nghề tăng thu nhập cho người lao động để mỗi gia đình cá nhân đều có nguồn tích lũy ứng phó với rủi ro bệnh tật có cơ chế hỗ trợ kịp thời những lao động gặp khó khăn đặc biệt chính sách bảo hiểm xã hội cần có sự ổn định việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội phải đảm bảo công khai minh bạch hiệu quả tạo niềm tin đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để người lao động không rút bảo hiểm xã hội một lần đồng thời đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong toàn dân thưa quý vị và các bạn hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động bên cạnh đó nhiều lao động ở ninh thuận đang làm việc ở các tỉnh phía nam đang trở về tìm việc làm tại địa phương với mục đích kết nối người lao động và người sử dụng lao động vừa qua công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức ngày hội việc làm ghi nhận của phóng viên tạp chí lao động công đoàn sau 5 năm làm việc tại tỉnh Đồng Nai, anh La Văn Khoa ở xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc mong muốn trở về quê làm việc để có điều kiện chăm sóc gia đình. Đến với ngày hội việc làm, anh Khoa đã tìm được việc làm tại một công ty may mặc. Đây là vị trí tuyển dụng, anh đã có kinh nghiệm làm việc nên anh rất vui. Em thấy ở, ở, quê mình, các công ty, các khu công nghiệp nó đang phát triển, nên em xin về đây. Mức lương thì nó sẽ chênh lệch với Đồng Nai tại ở dưới đồng nai em làm cũng lâu năm rồi nên mất lương ở đây bắt đầu từ khởi đầu lại từ đầu nên là thấy cũng nếu mà so với quê hương mình thì đấy phù hợp tại ngày hội việc làm đã có 53 lao động như anh khoa được kết nối tìm được việc làm phù hợp tại các doanh nghiệp ngay tại tỉnh với sự tham gia của 4 doanh nghiệp có quy mô lớn, môi trường làm việc tốt và nhu cầu tuyển dụng lên đến 2.000 lao động. Ngày hội việc làm đã tạo cơ hội rất lớn để người lao động tiếp xúc trực tiếp trao đổi với các nhà tuyển dụng và chọn cho mình công việc như mong muốn. Đối với các doanh nghiệp tuyển dụng, ngày hội việc làm cũng là cầu nối hữu ích để giới thiệu quảng bá thông tin đến một lượng lớn người lao động có nhu cầu. Hiện tại thì với nhu cầu tuyển dụng của vệ sinh Ninh Thuận thì vừa tuyển công nhân may có tay nghề, vừa tuyển công nhân phụ để đào tạo may và vừa tuyển nam lao động phổ thông À thì với cái nhu cầu à, sử dụng lao động rất là lớn cùng những à, vị trí tuyển dụng là đa dạng. Theo em biết là mình mới tổ chức thì à, với cái hiệu ứng ban đầu như vậy là khá tốt. Không chỉ kết nối trực tiếp người lao động và nhà tuyển dụng, ngày hội việc làm còn cung cấp thông tin thị trường lao động để doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng kỹ năng quản lý, quy mô vị trí việc làm củng cố nâng cao chất lượng lao động và người lao động cũng nắm bắt thông tin về thị trường lao động và dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp. cái ngày hội việc làm này đây là một cái hoạt động trong những cái hoạt động trong chuỗi của tháng công nhân năm 2024 của công đoàn các khu công nghiệp tỉnh ninh thuận. À, đây là một cái cơ hội cũng như là công đoàn luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp. Công đoàn là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động à, tạo thêm việc làm đảm bảo việc làm để cho người lao động an tâm lao động sản xuất cũng như là thu hút lao động ở ngoài tỉnh về địa phương. Được biết sau ngày hội việc làm tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức ngày hội việc làm ở các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc nhằm tạo cầu nối cho người lao động tìm được việc làm phù hợp tại các doanh nghiệp thuộc các khu cụm công nghiệp của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, các cấp các ngành và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm và thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn lao động. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người lao động, đồng thời giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động hiệu quả. Đặc biệt cảnh báo, ngăn ngừa khói bụi tại công trường, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, đây là một trong số rất nhiều giải pháp được doanh nghiệp triển khai nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong quá trình thi công. Trong suốt quá trình lao động thì các cán bộ kỹ thuật cũng như là cán bộ phụ trách an toàn lao động thì cũng thường xuyên nhắc nhở anh em tuân thủ các biện pháp an toàn lao động và các nội quy quy định của về xây dựng của ban chỉ huy công trình đã đặt ra. Hơn 30 năm làm việc thì có đến trên 20 năm ông Lê Duy Minh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và sản xuất Nam thành Ninh Thuận gắn bó với phân xưởng cơ khí. Dù làm việc trong môi trường độc hại, luôn tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn lao động, nhưng ông và nhiều công nhân khác luôn cảm thấy yên tâm bởi thường xuyên được tập huấn về kỹ năng, kiến thức để bảo vệ mình trong quá trình lao động. Bên cạnh đó, ông cũng phấn khởi vì công ty luôn quan tâm bố trí kinh phí đầu tư phương tiện và trang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân, người lao động. Nếu mà để xảy ra tai nạn thì nó sẽ làm tạo thành thêm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì vậy chúng tôi rất ý thức rất cao, đồng thời cộng lại ban giám đốc rất quan tâm về vấn đề an toàn đã trang bị cho chúng tôi rất là là đầy đủ những vật những trang thiết bị trang vật liệu để mà bảo đảm an toàn lao động. Ninh Thuận hiện có trên 4.400 cơ sở doanh nghiệp với tổng số lao động trên 35.300 người với phương châm an toàn để sản xuất sản xuất phải an toàn. Rất nhiều các giải pháp được các cấp, các ngành và doanh nghiệp triển khai để đảm bảo về an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ bởi công tác này hiện nay vẫn cho thấy nhiều tồn tại bất cập chỉ tính riêng trong năm 2023 đã xảy ra 9 vụ tai nạn làm chết 5 người, bị thương 6 người. Nguyên nhân chủ yếu đến cả từ phía doanh nghiệp lẫn người lao động. qua thanh tra kiểm tra nếu các doanh nghiệp nó có những cái sai cái sót thì chúng tôi sẽ nhắc nhở điều hiệu chỉnh lại để cho giúp cho doanh nghiệp làm đúng theo quy định trong trường hợp mà nếu doanh nghiệp không chịu khắc phục không để sớm khắc phục để đảm bảo an toàn về cho người lao động khi tham gia làm việc thì chúng tôi là nghiêm khắc là đình chỉ hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đóng vai trò then chốt cho sự phát triển của doanh nghiệp Do vậy, cùng với đẩy mạnh đầu tư công nghệ, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, người lao động cũng cần nâng cao nhận thức và trang bị các kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động. Có như vậy mới có thể góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe cho người lao động, đồng thời giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Lao động Công đoàn kỳ này tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.